lòng thu vương sầu. Mai này vắng xa thương nhớ không nhòa, thương kẻ đi xa lòng nặng mang bao niềm đau. Có nghe trong tâm tư xót xa duyên lỡ làng. Em dung này nhìn mây cuối trời, thương người dung xa sương ướt dài mềm. Em ở nơi đây ru nồng mặn môi ngày vui, pháo vang đêm du huy riêng lòng mình. Thưa bà. Kìa, ông là ai? Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng đội gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Dạ, để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện đau thương của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Thôi, ông đừng nói làm tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ vâng, bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong giấc mơ buồn bà. Rồi một chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô đồng, như loài chim buồn lạc lòng ơi. Còn khi nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thề hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc không cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Ông là ai? Ông là ai mà nói những lời nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Còn phải chăng chọn cho mình một cuộc đời vàng son hoa mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà, cho đêm hôm lễ được vô vàng hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm trời xa không bờ ngỡ sông hồ. Tôi để cho bà được bình yên lên kiều cưới, đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em cãi lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta, còn tôi tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Tôi tiếc thương cũng đành xa biệt, mộng mị nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh xương. Thì thôi, được bà đi đường tôi bước, chẳng có quang hà một sắc mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên triền đồi có lá để lắng nghe
theo sầu. Đó là lúc mà bình yên trong cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con xinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, gió bụi sông hồ sẽ vùi lấp bước chân hoàng. Quang Hải và Kim Luận xin gửi lời chào thân thương và xin kính chúc cho quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.